hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay Hôm nay Thuận đã trở lại rồi các bạn sau 3 ngày vắng mặt đó, Thường thì Thuận vắng mặt nhiều nhất là hai ngày mà thôi Cho nên lần này là một những lần mà Thuận vắng mặt dài nhất trên kênh đây các bạn Nhưng mà không sao Thuận đã trở lại rồi các bạn It's good to be back Và hôm nay đó cũng có rất nhiều thông tin Thuận muốn chia sẻ với các bạn Cuối tuần vừa qua đó thật ra về mặt giá cả đó thì cũng rất là tốt Nhưng mà về thông tin thì cũng không có nhiều những cái tin tức các bạn Nhưng mà Thuận muốn trước hết là dành thời gian để mà chia sẻ những gì đã xảy ra Tình hình thị trường như thế nào Và hiện bây giờ đó mọi người đang chờ đợi một thông tin Đó chính là công báo lãi suất đến từ Fed vào ngày thứ tư tại Hoa Kỳ Có nghĩa là các bạn sẽ nhận được thông tin này để những người nào mà ở Việt Nam sẽ nhận được thông tin vào lúc 1 giờ sáng giờ Việt Nam các bạn ngày thứ năm khi mà mà có tài liệu thì như chia sẻ ngay lập tức với các bạn nhưng mà nào mà ở Hoa Kỳ ra thì sẽ nhận được cái thông tin này vào lúc là khoảng chừng 11 giờ trưa giờ Cali các bạn đó chính là cái thời điểm mà họ sẽ thông báo lãi suất đây là cái thông tin lớn nhất trong tuần này mà nhiều người chờ đợi và trong tuần này đã không chỉ riêng là Fed ở Hoa Kỳ sẽ công bố lãi suất các bạn ở nước Anh đó, Vương quốc Anh cũng sẽ công bố lãi suất trong tuần này nói chung là một tuần rất là lớn và chúng ta cũng đang nhìn thấy được là chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay kết thúc ta không có thay đổi nhiều và ngay cả những cái hợp đồng tương lai thì bây giờ các bạn thấy là cả ba chỉ số là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures thì bây giờ đã cũng không có thay đổi nhiều. Mọi người đang chờ đợi những cái tin tức, những dấu hiệu đến từ Fed. Khả năng đã có tăng là suất nữa hay không đó chính là điều chúng ta sẽ nói tới đầu video. Chúng ta cũng có những thông tin rất lớn ngày hôm nay các bạn. Thứ nhất là liên quan đến cái vụ kiện giữa SEC và Binance đã có một cái thông báo mới đến từ tòa án và lần này thì SEC là một lần nữa gặp thất bại các bạn. Chúng ta cũng có cái thông tin lớn đến từ ngân hàng CD à, có thông tin là ngân hàng CD sẽ sử dụng blockchain và họ sẽ có một cái mạng lưới token để mà di chuyển tiền thì tôi muốn chia sẻ rõ hơn về vấn đề này chúng ta cũng có một cái thuyết âm mưu bắt đầu được lan tỏa khắp nơi vào cuối tuần các bạn liên quan tới NSC có nghĩa là bộ bảo vệ quốc phòng của Mỹ là người mà đứng sau lưng tạo ra Bitcoin thường sẽ chia sẻ về cái thuyết âm mưu này cũng rất thú vị các bạn còn rất nhiều những tài liệu khác nữa cộng với lại chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung bình giá tại bị thương đó thì ngày chủ nhật tại hoa kỳ là ngày hôm qua tôi sẽ cùng các bạn chung bình giá cao hôm nay chúng ta sẽ làm điều đó tại vì hôm qua không có video nhưng mà trước hết đó, các bạn sẽ bắt đầu thấy là những cái đồ mà thuận ở bên dưới như cái chày này đã từ từ sẽ được nâng lên cao các bạn tại vì con của thuận đang ở cái tuổi mà đi bò ra tại vì cũng gần một tuổi rồi các bạn thì sẽ bò vòng vòng cho nên à, sẽ đi phá mấy cái đồ đó cho nên thuận sẽ đẩy lên cao hơn một chút cho nên các bạn sẽ từ từ thấy à, những cái món đồ nó sẽ được nâng cao lên và chúng ta cũng đã nói tới chứng khoán Hoa Kỳ rồi chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của vàng đó thì tăng nhẹ một chút các bạn Chúng ta thấy được là mức là 1954 đô cho một ounce vàng cũng không phải là thay đổi nhiều lắm so với cái mức mà chúng ta đã nói tới tuần vừa rồi. Chúng ta nhìn thấy được là dầu các bạn hợp đồng của dầu đó vẫn đang ở mức coi như là cao trong vòng khoảng nửa năm qua đó là 92 đô 40 cent cho một thùng dầu và các bạn cũng biết đây là một trong những yếu tố lớn dẫn đến tại sao mà chỉ số phần xem lạm phát CPI lại tăng ngược trở lại nhưng mà điều này đó ảnh hưởng như thế nào đối với Fed các bạn chúng ta sẽ nói tới uh, trong vòng vài phút nữa nhưng mà trước hết đó, chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin đó thì có một cái sự tăng trưởng không phải là nhiều lắm các bạn nhưng mà cũng tăng khoảng chừng là 1.000 đô so với là cái mức mà chúng ta đã nói tới vào cái tế khoảng chừng 3 ngày thì chúng ta nhìn thấy được hồi sáng này có lúc đã lên tới mức là 27.400 đô thì bây giờ đã trả chỉ về ở mức là 26.782 nói chung cuối tuần qua đây chúng ta cũng thấy được là có một cái sự hồi phục nhẹ đến từ thị trường và hôm nay các bạn thấy là phần lớn thị trường crypto là một màu xanh và chúng ta đã nhìn thấy được là cuối cùng thì một lần nữa chúng ta đã chứng kiến tổng số vốn hóa của thị trường crypto đã hơn 1,1 nghìn tỷ các bạn thì như là thường đã chia sẻ đầu video, tuần này đó, sự kiện quan trọng nhất sẽ là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ Fed sẽ công bố lãi suất Hiện bây giờ đó nếu như chúng ta nhìn vào cái chỉ số ở trên CME đó, đây là cái chỉ số liên quan tới hợp đồng tương lai các bạn Nghĩa là những hợp đồng này đang nghiêng về là Fed sẽ tăng lãi suất hay là giữ nguyên lãi suất Thì các bạn thấy được là gần như 100%, không gì chắc chắn hết các bạn nhưng mà 98% của hợp đồng đã nghiêng về là Fed sẽ không tăng lãi suất nữa, sẽ giữ nguyên lãi suất trong cái cuộc họp vào ngày 20 tháng 9, nghĩa là dựa theo thời gian bây giờ là còn khoảng chừng một ngày 15 giờ nữa các bạn. À, và chúng ta cũng đã thấy là cái chỉ số liên quan tới hợp đồng tương lai của CME nó, nó rất là chính xác. Từ khi chúng ta bắt đầu quan sát khoảng chừng hơn một năm trước tới bây giờ thì chưa bao giờ sai các bạn. Nghĩa là khả năng đợt này Fed lại sẽ không tiếp tục tăng lãi suất. Mặc dù chúng ta nhìn thấy được là CPI đã có sự tăng trưởng trở lại, tại vì giá dầu đã tăng các bạn nhưng mà ngược lại đó core CPI không tính à, giá năng lượng và thực phẩm đó thì lại giảm xuống cho nên bây giờ mọi người nghĩ là tình hình bây giờ cũng không phải là ổn lắm đâu cho nên Fed sẽ giữ nguyên lãi suất chúng ta hy vọng là như vậy bây giờ đó đó chính là cái phần trăm rất là cao 98 phần trăm tháng 11 này thì sao các bạn tuy là các bạn thấy phần trăm rất là lớn là cuộc họp ở trong tuần này sẽ không tăng lãi suất nhưng mà tháng 11 đó chúng ta lại nhìn thấy được là 71 phần trăm nghĩ là sẽ không tăng lãi suất nhưng mà chúng ta có cái phần lớn hơn là 28.7 phần trăm nghĩ là Fed sẽ phải tăng lại suất vào tháng 11. Lý do đó họ nghĩ là tháng này thì Fed vẫn có thể nói là chờ đợi thêm một tháng nữa coi xem là CPI có tiếp tục tăng hay không và nhiều người khi mà nhìn vào hợp đồng của dầu đã nghĩ là CPI lại sẽ tăng nữa trong tháng tới cho nên sẽ dẫn đến là Fed sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ là tiếp tục tăng thêm lãi suất một lần nữa nhưng mà cái đó vẫn là cái số ít hơn là sẽ không tăng vào tháng 12 đây chúng ta nhìn thấy được là cũng có cái số lượng lớn hơn bây giờ là 59.7% nghĩ là sẽ không tăng ngay cái lúc bây giờ đó cho đến lúc đó là sẽ không tăng nữa nhưng mà à, có 35.4% nghĩ là Fed sẽ tăng vào tháng 11 nhưng mà mà sau đó sẽ ngưng tăng. Nói chung đó thì nếu các bạn hỏi Thuần thì Thuần nghĩ là trong cái đợt này đã khả năng cao cũng giống như là chỉ số CME các bạn thấy là mới vừa cập nhật là 99% nó sẽ không tăng lãi suất, Thuần cũng nghĩ như vậy. Còn về tháng 1 và tháng 12 đó thì Thuân lại nghĩ là có thể Fed sẽ không tăng nữa các bạn vì nhiều lý do thường đã từng chia sẻ với các bạn rồi nói chung đó thì cho dù các bạn nghĩ là Fed sẽ không tăng nữa hay là còn một đợt tăng nữa thì cũng đã đến cái cuối đường rồi các bạn Fed cũng sẽ không thể nào mà cứ tiếp tục tăng lãi suất hoài tại vì sẽ ảnh hưởng đến lãi suất mà chính phủ Hoa Kỳ phải trả cho cây nợ công ảnh hưởng đến à, chúng ta thấy là trong trái phiếu ở trên thị trường làm ảnh hưởng đến à, rất là nhiều thứ các bạn và đặc biệt đó là năm sau là một năm mà bầu cử tổng thống cho nên Fed sẽ không cứ quyết tâm tăng lãi suất được đâu có rất nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến à, lý do có tăng nữa hay là không không phải chỉ đơn giản như là trong vòng một năm rưỡi đổ lại là tất cả chỉ liên quan đến cái phần trong lạm phát đâu thì đó là cái thông tin lớn tuần này à, bây giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mà thôi xem coi là trong vòng không tới hai ngày nữa kết quả sẽ ra sao và khi nào mà có tài liệu đó tôi sẽ chia sẻ trên mạng so với các bạn tôi biết là nhiều bạn cũng chờ đợi thông tin tại vì lúc đó cũng là khoảng giờ một giờ sáng ở việt nam rồi tôi sẽ cố gắng chia sẻ nhanh nhất có thể và sau đó đó thì fed sẽ có một cái cuộc họp báo à, thì thường cũng sẽ cố gắng để mà xem cuộc họp báo đó trực tiếp rồi chia sẻ những cái gì được uh, nói tới trong cuộc họp báo đó trên những mạng xã hội với các bạn chúng ta bây giờ hãy nói tới một quốc gia khác nữa đó chính là vương quốc anh các bạn trong tuần này đó họ cũng sẽ có công bố liên quan tới lãi suất nhưng mà không giống như fed đó. các bạn thấy được là ở nước anh đó, thì họ đối đầu với nhiều thứ hơn thứ nhất đó, là chúng ta nên hiểu là phần trăm lạm phát của họ thì bây giờ mức vẫn còn cao đó nếu chúng ta nhìn vào uh, chỉ số CPI đây là cái chỉ số uh, CBH uh, dựa theo cách tính ở dương quốc Anh ấy, thì đây là cái uh, phần trăm lạm phát tính luôn chi phí nhà cửa trong đó thì uh, bây giờ đang ở mức là 6.4% nhưng mà nếu chúng ta chỉ tính chỉ số CPI đó thì là 6.8% các bạn. Điều mà các bạn nên hiểu đây đó là đương nhiên chúng ta cũng thấy là chỉ số phần trăm lạm phát ở nước Anh cũng đã bắt đầu nguội lại rồi các bạn ở mức cao đó dựa theo chỉ số CPI này ở mức là 9.6 thì bây giờ ở mức là 6.4 cũng có nhiều cái tiến bộ nhưng mà vẫn cao các bạn và chúng ta nhìn thấy được là lãi suất của ngân hàng trung ương Anh đó, khả năng lại phải tăng nữa các bạn tại vì nếu như mà họ tăng thêm một lần nữa Bây giờ ước tính dựa theo Financial Times là họ sẽ tăng 0.25% có nghĩa là sẽ đẩy cái mức lãi suất của nước Anh lên tới 5.5%. Thì 5.5% đó là 0.25 cao hơn cái mức hiện tại của Fed. Và các bạn nên biết là có một trường phái thật ra đó, khi mà liên quan tới lạm phát đó chúng ta biết lạm phát từ đâu mà có cái những yếu tố nào dẫn đến lạm phát như là in tiền quá nhiều hay là cái sự mất cân bằng giữa cung và cầu đây dẫn đến giá cả hàng hóa tăng cao dẫn đến lạm phát hay là người đi làm đó họ được trả lương cao khi mà họ được trả lương cao quá đó nó không có sự cân bằng thì cũng sẽ dẫn đến là họ chi tiêu nhiều dẫn đến, đến hàng hóa tăng giá thì nếu như chúng ta nhìn những cái đó đó thì tất cả đều là những cái yếu tố dẫn đến tại sao lại có lạm phát nhưng mà nếu nói làm sao để mà đẩy lùi lạm phát đó thì các bạn thấy là những nhà trung ương đó họ cũng đang thử nghiệm hiện tại cho nên nó không có một cái đáp án nào à, gọi là các bạn cần phải đẩy lãi suất lên Tới cái mức này thì mới đẩy lùi lạm là phát và khi mà tăng lãi suất đó lại dẫn đến những cái yếu tố phụ như là các bạn đã thấy những cái sự kiện liên quan tới ngân hàng ở hoa kỳ cho nên không có đơn giản như vậy cũng giống như chúng ta nói tới là ai cũng hiểu tại sao mà các bạn bị mập các bạn có thể là ăn nhiều đường hay là không exercise có nhiều thứ dẫn đến các bạn bị mập ra nhưng mà làm sao để mà giảm cân hiệu quả đó thì khi các bạn lên mạng các bạn thấy được là có rất nhiều trường phái và họ tranh cãi với nhau thường xuyên luôn nói là không cách này mới là cách tốt nhất để mà giảm cân Nói là không, cách tôi mới là cách tốt nhất để mà diet, cần phải ăn cái này, cần phải không ăn cái kia. À, thậm chí ngay cả tập thể dục của bạn, nhiều người nói là phải tập thể dục cách này mới là giảm cân được. Nhiều người nói là không, tập theo cách kia mới là giảm cân được. Thì lạm phát nó cũng giống như là ai cũng biết. Những yếu tố nào dẫn đến mình bị mập? Nhưng mà nếu như mà muốn giảm cân đó thì làm sao hiệu quả thì đó là một cái mà mỗi người sẽ có một cách khác nhau. Giống như là như các bạn nói là, ờ đơn giản thôi chỉ cần là nhịn ăn thì sẽ giảm cân. Nhưng mà nhịn ăn cũng có thể dẫn đến những cái hiệu ứng phụ các bạn, cũng giống như là tăng lãi suất để lấy đùi lạm phát. Thì đương nhiên nếu như các bạn cứ tăng như vậy hoài thì cũng có lúc sẽ đẩy lùi lạm phát tại vì các bạn hy sinh nền kinh tế nhưng mà tới mức nào đó, đó nó sẽ có nhiều cái phản ứng phụ mà các bạn sẽ không thể ngờ đến được hay là có thể chấp nhận đi đối đầu cho nên những hàng trung ương bây giờ đó thì các bạn thấy là họ chỉ à, bắt đầu tới mức là tăng từ từ rồi giống như là mỗi một lần tăng lãi suất thì như là thường kêu sợ trước đây đó là phép tới gần thêm một bước tới vực thẳm các bạn nhưng mà có đi gần nhất có thể rồi sau đó quay chân kịp thời để không rớt xuống vực thẳm hay không đó, thì chúng ta phải chờ đến khi nào mà Fed cho nó suất mới bắt đầu biết được các bạn. Nói chung đó, thì ngân hàng trung ương à, của nước Anh sẽ tăng lãi suất trong tuần này đó là cái dự tính của nhiều người. Thêm một điều nữa đó là khi chúng ta nhìn vào cái à, sức mạnh của đồng bảng Anh so với đồng đô la đó thì à, đang giảm xuống liên tục từ tháng 7 tới bây giờ các bạn. Thật ra khi các bạn zoom ra đó thì à, trong vòng bao nhiêu năm qua giống như là tính từ năm 2007 đó thì đồng bảng Anh luôn từ từ yếu hơn đồng đô la nhưng mà gần đây đã nhiều người cho là đồng bảng Anh tốc độ giảm xuống đó nó lại tăng tốc lên trở lại cho nên một trong những yếu tố có thể làm cho bảng Anh mạnh hơn đó chính là ngân hàng trung ương của nước Anh sẽ tăng lãi suất và đây là điều mà nhiều người nghĩ là ngân hàng trung ương nước Anh sẽ làm các bạn và điều này đó cũng ít nhiều gì có thể hỗ trợ được chỉ số DXY nếu như mà Fed không tăng lãi suất trong tuần này mà ngân hàng trung ương Anh lại tăng đó, thì nếu như tất cả không gì thay đổi chúng ta cũng có thể thấy được là chỉ số DXY có khả năng là có thể tạm ngưng ở mức này tại vì nó cũng đã tăng liên tục rồi các bạn từ lúc mà chúng ta đã rất vui khi mà thấy chỉ số này đã xuống dưới 100 điểm nhưng mà vài ngày sau lại đi ngược trở lên bây giờ đang ở mức là 105 điểm đó là những gì sẽ xảy ra trong tuần này những cái sự kiện lớn cho nên tôi muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn đầu video cái đó nữa đó thì uh, sau 3 tháng nhàm chán các bạn sau khi mà giá Bitcoin như là stable coin gì đó lên xuống không là bao nhiêu mỗi ngày. Không biết là 4 tuần qua đó các bạn đã cảm thấy đỡ chán hơn chưa? Khi mà các bạn thấy được là chỉ tính trong vòng 4 tuần qua thôi đã có biết bao nhiêu đợt giá Bitcoin tăng mạnh lên rồi lại giảm mạnh xuống liên tục như vậy đó các bạn thấy được là đã 5 lần rồi trong vòng 4 tuần qua thì không biết là các bạn đã đỡ buồn chán hơn hay chưa? Bitcoin đã trở lại rồi các bạn đương nhiên vẫn chưa có phải là dao động như là khi xưa và nói tóm lại đã tăng mạnh rồi giảm mạnh nhưng mà cuối cùng nó cũng đứng giá ở đâu đó khoảng 26.000 đô nhưng mà cái sự sôi động cũng đã từ từ trở lại chúng ta cũng thấy là một năm trước sự kiện hai mình bitcoin đó thường là một thời điểm thú vị nhất đây là cái năm mà cả hai bên các bạn be và bô đều bị thanh lý tại vì những năm như thế này đó đã các bạn có thể thấy được là có những cái quyết nó rất là cao giống như là các bạn thấy được là giá có thể tăng 1 ngàn, 1 ngàn rưỡi trong vòng chỉ có 15 phút mà thôi và cũng trong vòng 15 phút có thể giảm 1 ngàn, 1 ngàn rưỡi cho nên trong cái năm như thế này đó thì đối với Thuận, Thuận vẫn tiếp tục DCA, stack set Safe, my friend Ngay thời điểm bây giờ đó các bạn thấy được là cái độ nhàm chán thì nó vẫn còn Và nếu như mà chúng ta nhìn vào giá của Bitcoin từ đầu năm tới bây giờ để thường chuyển ra cái biểu đồ của tuần đi cho nó dễ thấy hơn thì nếu chúng ta tính cái giá của Bitcoin bắt đầu năm nay đó là năm 2023 à, chúng ta bắt đầu từ tháng 1 các bạn, lúc đó, đó giá Bitcoin là khoảng 16.600 đô đi từ đó tới bây giờ chúng ta được là giá Bitcoin đó vẫn tăng hơn 60% các bạn Chứ đừng nói tới lúc mà giá Bitcoin đã từng lên tới cái mức là 31.000 gần 32.000 đô vào hồi tháng 7 mới đây Thì lúc đó đã tăng lên 92% rồi nhưng mà ngay thời điểm bây giờ đó so với giá khởi đầu của năm nay Thì Bitcoin vẫn tăng 61% đó không phải là phần trăm tăng trưởng nhỏ đâu các bạn nhưng mà cho dù tăng như vậy đó chúng ta vẫn cảm thấy bitcoin đang rất là thấp hiện tại chúng ta thấy được là chúng ta có thể dễ dàng làm quen với một mức giá nào đó và nếu như giá không di chuyển thì chúng ta lại cảm thấy nhàm chán nhưng mà đối với thuận đang nghĩ một cách tích cực hơn giá không di chuyển thì cho chúng ta cơ hội nhiều hơn để mà tích lũy và mặc dù đó các bạn thấy được là bây giờ đó có thể là không có nhiều người mới tham gia vào, à, bitcoin cũng không còn là một đề tài mà cực kỳ sôi động nữa nhưng mà các bạn cũng đã từng nghe thường chia sẻ rất nhiều là những nền tảng vẫn đang được hình thành hiện bây giờ và chúng ta đã có một cái thông tin cũng rất là thú vị các bạn cái số lượng giao dịch tính theo đô la của bitcoin đã còn cao hơn cả visa các bạn nếu như tính theo mỗi một năm. đương nhiên thông tin này đó thì nó có một cái điều các bạn cần phải lưu ý đó chính là trong dòng năm nay đó chúng ta đã có một thời gian à, những cái NFT trên mạng lưới của Bitcoin đó có nghĩa là những cái BSC 20 token rồi à, thì nó lại rất là sôi động cho nên dẫn đến là có nhiều giao dịch. À, nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy được đây là cái thống kê bắt đầu từ năm 2013 tới bây giờ. Cái đường màu vàng đó là cái số lượng tiền giao dịch trong mạng lưới của Bitcoin tên thay được là bên trên này đó màu xanh đậm đó chính là visa màu xanh nhạt hơn đó chính là ECS như là gửi qua ngân hàng các bạn và FedWire nghĩa là gửi trực tiếp từ ngân hàng qua ngân hàng thông qua hệ thống của Fed thì uh, chúng ta vẫn thấy được là cái số tiền nhiều nhất đó, những công ty họ di chuyển là thông qua FedWire rồi kế đó là ACH và kế đó là Visa và các bạn thấy được là cái đường màu vàng này là Bitcoin thì chúng ta cũng thấy là năm nay qua năm nọ thì cái số lượng tiền được di chuyển thông qua lượng Bitcoin đó thì vẫn tăng lên và có thể là mới ban đầu các bạn nghĩ là phần lớn là người ta trade rồi di chuyển tiền qua lại những cái sàn cũng có thể nhưng mà càng ngày thường cảm thấy là chúng ta à, đã có nhiều cái lý do hơn để mà di chuyển Bitcoin Nó ít nhiều gì cũng cho chúng ta thấy được là mạng lưới Bitcoin ngày càng phổ biến Có thể một chuyện những điều mà làm cho thường bất ngờ hơn đó Là cái số tiền được xử lý thông qua Visa thấp hơn cái ACH Tại vì thường cảm thấy là ACH thường đó là các bạn sử dụng như là lãnh lương từ công ty à, Thì các bạn có thể là chờ vài ngày nhưng mà cái phí rất là thấp à, và nó an toàn hơn à, Thì người ta dùng ACH Nhưng mà cái điều mà các bạn thấy là bên trên này đó Số lượng tiền lớn di chuyển vẫn thông qua Fedwire có thể là những người bình thường như là Thuận và các bạn cảm thấy là wow mình đâu có xài wire đâu các bạn, thật ra chỉ khi nào mà Thuận mua những cái gì đó lớn thiệt lớn thôi giống như là Thuận uh, mua xe hay là Thuận mua nhà đó, giống như là các bạn cần phải uh, wire hàng trăm ngàn đô đó thì các bạn cần phải gửi thông qua Fedwire chứ đâu thể nào mà dùng Visa được các bạn uh, và đương nhiên Bitcoin vẫn dùng được nếu như mà người kia chấp nhận, nhưng mà ACS thì uh, hầu như không ai sử dụng cho những chuyện đó, chúng ta đã thấy được là cái số lượng tiền lớn có thể là không phải là nhiều người, nhiều nhiều giao dịch nhưng mà cái số lượng tiền lớn vẫn đang được sử dụng thông qua Fedwire. Đây cũng là lý do tại sao mà các bạn thấy là Fed cần phải có mạng lưới Fed nào để có thể cạnh tranh tại vì chúng ta thấy được là một ngày không xa nào đó có thể là Bitcoin, có thể là Ethereum hay là một mạng lưới công cộng nào đó sẽ có thể được sử dụng nhiều hơn tại vì chúng ta sẽ thấy cái thông tin liên quan tới CD Group tại vì họ nói là cái sự di chuyển tiền đó các bạn có thể nghĩ là ồ oh, thì mình di chuyển tiền lúc mà ngân hàng mở cửa thôi chứ có gì đâu nhưng mà thật ra khi mà làm ăn đây nhất là làm ăn xuyên biên giới các bạn các bạn là công ty ở mỹ các bạn mua hàng hóa từ một dịch vụ ở việt nam và họ sử dụng một ngân hàng mà không có trong mạng lưới swift hay là gì đó thì nó rất là phiền phức và phải chờ đợi ngân hàng này đảm bảo ngân hàng kia đảm bảo rồi tiền mới bắt đầu di chuyển qua có thể tốn mấy ngày luôn các bạn thì sẽ làm chậm dễ cái việc làm ăn cho nên cái nhu cầu di chuyển thật sự đó ngay lập tức nó đang rất là cao nhất là sau khi mà chúng ta thấy là có crypto đó thì những công ty truyền thống họ đã bắt đầu thấy là cái sự uh, cạnh tranh đã, đã bắt đầu có rồi các bạn tuy bây giờ nếu nói là bịt cân cạnh tranh như là Fedwire thì không thể nào các bạn Fedwire đã có thể di chuyển rất là nhiều tiền ECS cũng như vậy Nhưng mà nếu nói là đây không phải là một cái gì đó đáng lo ngại Thì tôi không nghĩ như vậy đâu Đó là lý do tại sao các bạn thấy là SWIFT Rồi ngân hàng CD ngày hôm nay Rồi chúng ta nghe nói tới rất nhiều những ngân hàng khác Như là JP Morgan họ đều đang tìm kiếm những giải pháp khác Và đó là lý do tại sao mà Fed có Fed nào À, chúng ta cũng có một cái uh, thông tin nữa các bạn thông tin này đó là được uh, chia sẻ bởi Classno thực ra có hai biểu đồ được chia sẻ bởi Classno biểu đồ này đó cho chúng ta thấy được là cái số lượng địa chỉ ví Bitcoin mà lưu trữ hơn 0.01 Bitcoin nghĩa là đáng giá bây giờ là khoảng 268 đô la đó các bạn thì đã đạt cái đỉnh mới là 12 triệu 415.743 địa chỉ ví các bạn tuy đây không có đại diện cho là 12 triệu người nhưng mà các bạn đã thấy là đây cũng ít gì cho chúng ta thấy là nhu cầu lưu trữ Bitcoin nó vẫn đang tăng lên, mặc dù chúng ta vẫn chưa có thấy được là bây giờ đang thực sự sôi động. Ai ai cũng nói về Bitcoin nhưng mà bên trong chúng ta vẫn thấy đã có một cái gì đó vẫn tiếp tục tiến tới, đó chính là cái số lượng địa chỉ ví nó ngày càng nhiều hơn cho mạng lưới của Bitcoin. Và trong số lượng địa chỉ ví đó đó các bạn có biết là dựa theo Classno đó được chia sẻ bởi Wu Blockchain thì họ nói là những long term holders, có nghĩa là những người mà đầu tư dài hạn đó, dựa theo Classno là chiếm khoảng 70%

có nghĩa là phần lớn Bitcoin hiện tại đó là được giữ bởi hodler và càng ngày đó cái số lượng hodler dài hạn càng nhiều hơn. Và trong đó đó phần lớn các bạn 69.2% của những người lưu trữ dài hạn, có nghĩa là 69.2% của 70% đó thì đang có lại hiện tại tại vì họ đã lưu trữ một thời gian dài và đối với classno đó thì những ai lưu trữ hơn 155 ngày thì họ liệt vào là những nhà đầu tư dài hạn. Thì các bạn đang thấy được đây là cái thống kê được chia sẻ bởi ClassNode một trong những điều mà tôi muốn nói với các bạn đó là trong thời điểm này các bạn lên những diễn đàn liên quan đến crypto các bạn ở trên những mạng xã hội thì các bạn nghĩ là ồ oh, ai, ai bây giờ cũng nói về bitcoin hai mỗi mọi bốn năm nhưng mà có thật sự là ai, ai cũng đang nói không các bạn tại vì chúng ta đã trải qua một năm 2022 đó cực kỳ khó khăn có thể nói là những người ở lại bây giờ đó nếu như các bạn đã ở lại qua năm 2022 thì các bạn là những người mà ho lờ những người mà có lòng tin vẫn hơn nhiều người khác tại vì những người mà không có lòng tin vững chắc đó họ đã chán nản và rời khỏi lâu rồi các bạn chúng ta có những cú sốc rất là lớn năm vừa rồi và thậm chí trong năm nay chúng ta cũng có những cái đợt mà cực kỳ nhàm chán các bạn vẫn còn ở lại đây đó thì các bạn đã đâu đó là một cái ho lờ rồi cho nên khi các bạn nhìn những mạng xã hội đó các bạn thấy được là những người mà đang nói bây giờ là những người mà đã có kinh nghiệm trong thị trường này cho nên ai ai cũng nói về bitcoin hai bình nhưng mà thùng muốn hỏi các bạn khi các bạn rời khỏi những mạng xã hội đó các bạn nói chuyện với bạn bè người thân của mình thì họ có nói bitcoin hai bình hay không thường nghĩ là phần đông sẽ không nói nói thật đó, năm nay Bitcoin haven thì được nói tới nhiều hơn so với lại năm 2018 các bạn hay là năm 2019 lúc đó thật ra cũng không có những đa truyền hình nói nhiều về Bitcoin đâu thời điểm đó đó Bitcoin ảm đạm hơn bây giờ rất là nhiều về cái phương diện tin tức lần này đó cho dù là các bạn thấy được là thị trường nó cũng đã trải qua một cái đợt rất khó khăn năm 2022 nhưng mà chúng ta vẫn thấy thị trường nó vẫn có nhiều tin tức chúng ta vẫn có nhiều đa truyền hình cũng nói về Bitcoin nhưng mà cho dù là như vậy khi mà thường nói chuyện với những người mà thật sự không theo dõi tài chính hay là không theo dõi crypto đó họ cũng không có biết hay là cũng không có hiểu và họ cũng không có để ý đến là sắp có Bitcoin Halving và chuyện gì xảy ra sau khi mà có Bitcoin Halving cho nên tôi không nghĩ là ai ai cũng biết và ai ai cũng đang chờ đợi Bitcoin Halving được các bạn chỉ là một phần nhỏ còn lại trong thị trường này mà thôi và tôi muốn chia sẻ thêm một cái biểu đồ mà nhiều bạn cũng hỏi thường đó chính là cái số lượng bitcoin đang có lại hiện tại là bao nhiêu phần trăm thì để thượng zoom vào, các bạn thấy được là tài liệu mới nhất cho thấy là 65%. Con số này đã nằm ngay trên giữa các bạn không nhiều nhưng mà cũng không ít và có một điều nữa đó, uh, Classno đã thay đổi cái cách mà họ tính những cái membership nghĩa là những cái gói khác nhau. Bây giờ đó, những cái gói mà thuộc về T3 đó các bạn nghĩa là những cái trước đây mà Thuận có thể xem được, tại vì uh, Thuận có cái gói uh, mà có thể xem được tất cả những biểu đồ ở trên uh, Classno thì bây giờ họ đã chuyển rồi. Những cái biểu đồ đó mà có số T3 đó, T3 này thì chỉ dành cho những công ty mà thôi. Các bạn phải liên hệ để có uh, một cái account riêng cho công ty họ không có bán cho tư nhân nữa cho nên gần đây thường không thể xem những tài liệu mình thường đã từng chia sẻ trước đây giống như là bitcoin hitmap vì lý do này các bạn